Khi chúng ta học các cái từ vựng thì các bạn cố gắng học cho cô là cái từ loại đi chung. Ví dụ như là từ vựng đó là loại từ nào và từ loại tương ứng thì mang nghĩa như thế nào. Thì lớp mình chú ý là học nha. Tại vì cái từ loại đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích câu. Đấy, học nghĩa từ vựng, học từ loại của từ đó nha, học các giới từ theo ngữ pháp thì rất là quan trọng trong việc phân tích câu. Thì bây giờ cô sẽ sang nội dung bài hôm nay. Khi chúng ta học từ loại thì cô sẽ tập trung phân tích danh từ, tính từ, động từ và trạng từ. Thì trên màn hình của chúng ta sẽ là cái bảng hậu tố những cái đuôi mà thường sẽ là danh từ. Cả lớp sẽ cùng nhìn lên màn hình nha, và trong sách cũng đã có rồi. Danh từ tiếng Anh chúng ta ký hiệu chữ N là từ noun. Cái đuôi đầu tiên thường là danh từ này, đuôi ends. Khi học tiếng Anh các bạn đọc theo cô. Đó, để chúng ta tránh bị mất tập trung nha. Ends. Ends. Ví dụ mình có thì hội nghị này, conference. Conference. Buổi trình diễn, performance. Performance. Bước thứ hai, khả năng, ability. Ability. Ability, khả năng. Responsibility. Responsibility, trách nhiệm. Bước thứ ba, development. Development, sự phát triển. Sự quản lý, management. Management, sự quản lý. Vision, vision hay là vision. Ví dụ mình có từ thông tin, information. Information. Decision, decision là quyết định. Location, location, vị trí. Tiếp tục đi, enthusiasm. Enthusiasm là sự nhiệt huyết, nhiệt tình. Professionalism, sự chuyên nghiệp. Tiếp tục mình có đuôi ER và OR, chúng ta đọc cùng âm tiết đuôi ER. ER. Đây là danh từ, thường sẽ là danh từ chỉ người chiếm đa phần. Actor, diễn viên nam. Teacher, giáo viên. Performer, người trình diễn. Đã lớp mình highlight trong sách nội dung ngoại lệ nha. Và highlight nội dung trong sách ngoại lệ này. Các từ như sau ha. Reminder, lời nhắc nhở. Repeat after me please. Cả lớp đọc theo cô. Reminder, lời nhắc nhở. Máy photo, copier. Copier. Nồi cơm điện, cooker. Cooker. Cái từ cooker là nồi cơm điện nha, chứ không phải đầu bếp. Trong tiếng Anh, đầu bếp là từ chef, là một đầu bếp, nghề là nấu ăn. Còn một người nấu ăn bình thường ở nhà, mình gọi là cook. The cook là người nấu ăn. Sự sáp nhập, merger. Merger, sự sáp nhập. Tiếp tục đi, th, sự tăng trưởng này. Growth. Growth, sự tăng trưởng. Health. Health là sức khỏe. Vision. Đây là đuôi danh từ chỉ người nha các bạn. Đọc một âm tiết. Vision. Physician. Physician là thầy thuốc, bác sĩ. Musician. Musician, nhạc sĩ. Electrician. Electrician, thợ điện. Tiếp tục cũng là đuôi danh từ chỉ người luôn, thường chỉ người. Each. Ví dụ chúng ta có từ nhà báo là journalist. Journalist. Chuyên gia, specialist. Specialist. Nhà kinh tế học ha. Economist. Economist. Và đây cuối cùng, danh từ sự hiệu quả ha, nó đại diện cho business. Effectiveness, sự hiệu quả. Happiness. Happiness, hạnh phúc. Sadness, nỗi buồn. Đây là những danh từ chỉ dành những cái đuôi danh từ hậu tố mà chúng ta cần học. Ở phần kiến thức phổ thông, nếu bạn nào có cơ bản thì đây cũng là một cái phần mà chúng ta học khá là nhiều ha. Bạn nào chưa biết thì chúng ta học thêm. Cô chuyển sang nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai là nhóm tính từ. Tính từ trong tiếng Anh mình gọi là chúng ta gọi là adjective là tính từ. Chúng ta ký hiệu ba chữ cái đầu tiên A, D, J, tính từ. Về tính từ của chúng ta có rất nhiều tính từ sau đây. Doable, able. Tôi có thể chấp nhận này, acceptable. Acceptable. Không thể, không có khả năng. Impossible. Impossible.
nổi tiếng Louis us us famous famous rộng lượng này generous generous từ xinh đẹp đi full nha chứ không phải là full nha em full beautiful beautiful giúp ích helpful helpful tính từ định kỳ theo chu kỳ periodic specific specific đôi tiếp theo những cái đôi có dấu sao là những đôi mang hai chức năng đa năng có thể là tính từ và nó mang thêm một từ loại khác đó mà phía sau sẽ đề cập đôi if tính từ này effective có hiệu quả chủ động là active là chủ động đôi o quốc gia đại diện như từ national international quốc tế economical tiết kiệm đôi earn cùng cùng phát âm nha mặc dù cái chính tả ghi khác nhưng mà phát âm cùng ha earn quan trọng này important significant đáng kể phụ từ khác nhau hay là từ phụ thuộc vào vân vân tự tin willless careless harmless từ y dài cũng là một đôi của tính từ ha healthy lengthy ED và đuôi in là hai tính từ đặc biệt thì chúng ta sẽ học trong bài khác. Đuôi ED và đuôi in thì chúng ta sẽ học trong bài sau, mình sẽ học chuyên đề. Tại vì đây là hai tính từ đặc biệt. Ở trong mục tính từ chúng ta sẽ có một số trường hợp ngoại lệ sau đây. Ở cái phần ngoại lệ chúng ta có thể highlight nếu mình cảm thấy cần nha. Thông thường mình thấy các từ có đuôi ly nó là trạng từ. Tuy nhiên một số tính từ cũng có thể tồn tại ở dạng đuôi ly. Chúng ta sẽ highlight vừa đọc theo cô luôn nha. Friendly, thân thiện. Friendly. Tính từ kịp thời. Timely. Timely. Đáng yêu. Lovely. Lovely. Tốn kém. Costly. Costly. Nó bằng tốn kém là mắc tiền, đắt tiền. Expensive. Expensive. Những cái từ tháng, năm, tuần, cuối ngày. Chúng ta highlight, bắt buộc ha. Nó vừa là tính, vừa là trạng. Và đọc theo cô. Tháng. Monthly. Monthly. Năm. Yearly. Yearly. Tuần. Weekly. Weekly. Quý. Quarterly. Quarterly. Ngày. Daily. Daily. Đó, phải chú ý những từ cuối ha. Nó là danh. Nó vừa vai trò là tính từ và trạng từ. À, vậy mình sẽ xong các cái đuôi hậu tố của tính từ. Mình chuyển sang bảng tiếp theo là bảng động từ. Động từ thì mình sẽ có ba đuôi sau đây. Đuôi eyes cách đọc cùng một âm cùng một cái phát âm ha. Đuôi eyes tóm tắt summarize summarize hoàn tất hoàn thành finalize finalize eight là đuôi thứ hai tu sửa tân trang sử dụng cho tòa nhà văn phòng renovate renovate đánh giá evaluate evaluate define nhận diện này identify identify chỉ rõ chỉ ra specify specify vậy trong cái nội dung mình đang học em không bắt buộc học các từ vựng này các từ vựng này nó sẽ được tràn giải trong suốt các cái từ vựng trong cái tập từ vựng ha. Còn ở đây mình học thuộc cái hậu tố đuôi này là khả năng cao là loại từ nào nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi nhưng mà chúng ta biết để chúng ta phân tích câu và dự đoán tốt nha. Vậy là mình đã học xong lướt qua xong ba cái bảng hậu tố của danh từ tính từ và động từ cả lớp mình ôn bài một xíu rồi ok em bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cái nội dung phần tiếp theo. Cả lớp cùng nhìn lên màn hình cho cô. Ở trên màn hình của chúng ta sẽ là 15 đôi ngẫu nhiên. Cô gọi bạn nào, bạn đó dự đoán cho cô từ loại tương ứng là gì nha. Bạn Mạnh Cường này. Mạnh Cường trả lời cho cô 5 đôi đầu tiên từ loại đôi số 1 đôi nào em? Đôi số 1 danh từ.
Danh từ, good job. Những bạn còn lại cũng phải tự đoán cho cô nha. Đôi thứ hai thì if. Tính từ. Tính từ. Đôi thứ ba thì Đôi ba ly, là thường trạng là từ. trạng từ. Trạng từ. Đúng rồi, nó thường là trạng từ nhưng sẽ có một số trường hợp ngoại lệ là tính từ nha. Cô lấy ví dụ từ tốn kém mắc tiền là từ nào? Huy nhớ không? À, Cường nhớ không? Lovely. À, costly, chính xác. Từ dễ thương là gì em? Lovely. Lovely. À, và một số từ tháng năm tuần cuối nha. Tôi ị, tôi gì? Ích là tính từ. Tính từ, tôi cuối cùng. Danh từ. À, danh từ. À, tôi ở nó thường là danh từ chỉ người, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ chỉ vật. Ví dụ Cường nói cho câu từ lời nhắc nhở là từ nào em? Reminder. Reminder. Máy photo. Copier. Copier. Chính xác. Người mình gọi là cái nồi cơm điện là gì nhỉ? Cooker. À, cooker. Và sự sáp nhập là từ merger. Đó, nhớ cho Merger. cô. Ok, good job. Rất tốt nha, em hoàn thành nhiệm vụ. Rồi chúng tôi tiếp theo đi 6 này, 6 7 8 9 10. Cô nhờ bạn có hỏi lại một lần nữa, bạn Minh Huy có ở đó không em? Dạ có luôn. Ừ, Minh Huy trả lời câu đôi 6 nè. Able là tính từ. Tính từ, ok. 7 7 earth. Là tính từ. Tính từ tiếp. A đôi 8. Cô đôi Cứ 8 đoán thôi. A. A là động từ. Động từ, nó động từ đó chính xác. Đôi ở chi. Là danh từ. Và cuối cùng E5 số 10. Là động từ. Động từ. Đó thì cố gắng học thêm, mình có nhận diện được mà hơi chậm một xíu. Cố gắng học học nát cái bảng đó cho cô trong những lần sau tốt hơn nha. Rồi những đôi cuối cùng này, lớp nhìn lên màn hình và cùng trả lời với cô luôn nha. Đôi số 11 đi default. Này rất là quen thuộc, đi default là đôi từ xinh đẹp, đó là đôi tính. Tính từ. Số 12, 12 đi ồ. Thông thường nó sẽ là tính từ nhưng mà lát nữa sẽ có ngoại lệ nha, nó có thể là danh từ đó. Đôi eyes là đôi động từ. Và đôi cuối cùng là đôi ẩn, cũng là đôi danh từ. Ví dụ mình có từ hội nghị đó. Ở trong bài từ vựng bữa mình học, từ hội nghị là conference, hội nghị. À, màn trình diễn là performance. Vậy cái đuôi này đóng vai trò cũng nó không phải là quá quan trọng, mà đóng vai trò giúp ta bổ trợ phân tích câu. Giả sử sau này khi gặp một câu có những từ vựng mình không biết nghĩa, nhưng mình nhìn đuôi mình vẫn có thể đoán được nó có khả năng là loại từ nào. Thì đây là điểm mà chúng ta cần chú ý nhé. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn nội dung phần tiếp theo. Những bạn nào chưa học thuộc thì cứ về nhà học từ từ cho cô. Ở trên màn hình của chúng ta highlight giùm cô tiêu đề ở trong sách. Các cái từ vừa là danh từ vừa là động từ. Ở đây mình cần chú ý. Một từ có thể có nhiều từ loại khác nhau, nên khi học từ vựng cô đã nhắc là phải chú ý từ loại. Trong đó những từ sau đây, những cái từ trong bảng này thực ra cũng không khó nha, cũng khá là quen thuộc. Nhưng mà mình nhớ nó về mặt từ loại vừa là danh và động từ. Ví dụ từ tăng, increase, nó cũng là danh từ, sự gia tăng. Decrease là giảm, nó là danh từ, sự sụt giảm. Đó, và rất nhiều từ mình có thể biết như từ use, sử dụng. Vậy mình có biết nó cũng là danh từ, sự sử dụng không? Hay từ support, hỗ trợ. Từ plan, kế hoạch. Từ report, báo cáo. Đó, vậy về nhà dành thời gian. Nếu có thời gian sớm thì mình sẽ xem sớm. Còn không thì mình sẽ xem từ từ, phân bổ thời gian coi cho cô nha. Những từ này. Nếu từ nào mình không biết đọc thì có thể tra từ điển Anh. Đó, để mình có thể biết phát âm của nó, mình học cho nó dễ và hiệu quả hơn. Vậy thì theo lớp mình, khi mình gặp một câu, trong câu mình muốn biết một từ nào đó trong câu là loại từ nào, thì có những cách thức nào? Các bạn sẽ highlight nội dung màu đỏ này vào trong sách cho cô. Có 3 cách xác định chính. Một là dựa vào hậu tố. Khi mình dựa vào hậu tố là cái đôi nãy mình học á, nó tương đối thôi. Nó tương đối, nó không có tuyệt đối nha, từ hậu tố này. Cái thứ hai, dựa vào kiến thức từ loại đã học. Dựa vào kiến thức từ loại đã học. Ví dụ mình khi mình học từ vựng á, khi mình học từ vựng, ví dụ mình gặp từ delay là trì hoãn, mình học là mình biết được nó vừa là động từ trì hoãn vừa là danh từ, mình học mình nhớ được điều đó. Tại vì mình đã học nó rồi. Đó. Cái thứ ba là dựa vào các từ xung quanh. Ví dụ khi em gặp một câu dài như vậy, muốn biết từ này chính xác loại từ nào, thì cái cách mà chúng ta phải áp dụng thường xuyên và luyện tập cho cô đó nhìn xung quanh để biết từ order,
xung quanh, nhìn hàng xóm xung quanh áp trước sau để biết nó là loại từ nào. Cách cuối cùng cũng có thể áp dụng, cách cuối cùng là nhìn đáp án. Giả sử như từ loại, em muốn biết câu A, B, C, D, tại mình thi trắc nghiệm mà. Mình sẽ có bốn đáp án A, B, C, D, muốn biết câu A là loại từ nào. Đó, thì ngoài việc nhìn xung quanh thì câu A mình có thể dựa vào B, C, D. Dựa vào các B, C, D để mình loại trừ, mình suy ra câu A là loại từ nào. Đó, thì cách cuối cùng là dựa vào các cái đáp án còn lại, mình có thể ghi bổ sung nha. À, dựa vào những đáp án còn lại để biết được một trong những bốn đáp án là loại từ nào. Nha. Bây giờ cô có 6 câu ví dụ. Bây giờ cô có 6 câu ví dụ. Cô muốn lớp mình cho cô đáp án của từ loại. Mình sẽ trả lời 3 câu đầu tiên trước này. Cô chờ lớp mình xem bạn nào sẽ là nhanh nhất và chính xác nhất nha. Một bạn có đáp án, hai bạn, rồi rất nhiều bạn có đáp án rồi. Sử dụng ký hiệu. Ở đây các bạn trả lời đó là danh động và danh từ. Danh động, danh. Để chúng ta sẽ cùng bạn Tường Nam cho 6 đáp án liên tiếp, ok, được chọn. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra khi mà danh động trẻ, danh động danh không nha. Câu số 1, em có tính từ sở hữu, từ your. Tính từ sở hữu, nó thường đi với danh từ hoặc cụm danh từ. Ở đây bên phải mình có từ F. Vậy từ order là danh từ là chuẩn. Đúng không? Place your order là đặt đơn hàng của bạn. Danh từ là đơn hàng. Câu thứ 2, to order. Vậy thì order ở đây, phía sau mình có từ a new version là danh từ rồi. A new version là danh từ rồi. Vậy thì order ở đây là động từ để đặt cái gì đó. Đó, vậy thì động từ chính xác. Câu số 3 mình có từ increase. Ở đây mình có mạo từ a này. Có tính từ significant là tính từ thôi. Vậy đứng trước với từ in, đứng cuối cụm này. Từ in là sang cụm tiếp theo. Vậy thì a significant increase. Increase là danh từ. Vậy chúng ta đã đưa phương án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng lớp nha. Các bạn cho cô tiếp những đáp án của 3 câu còn lại. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra nha. Câu số 4, to ly là trạng từ. Về mặt từ loại là trạng từ, nó bổ nghĩa động từ, đúng rồi đó. Trạng từ bổ nghĩa động từ. Increase là tăng. Và phía sau có danh từ rồi. Vậy thì increase đây đóng vai trò là động từ, chính xác. Câu thứ 5, sau từ should là động từ khiếm khuyết. Từ should cộng động từ nguyên mẫu. Về vấp không. Vì sao là danh từ your dentist là danh từ, visit là verb không. Và cuối cùng, the visits có to. À, và the regular là tính từ. Regular tính từ, the visits nó là danh từ hay tính đi trước từ to. Vậy đáp án đưa ra là động này. Động từ và danh từ. Chúng ta đưa phương án hoàn toàn chính xác rất là nhanh. Rất là tốt nha, được chưa? Rồi vì đây là các cái từ loại. Về nhà chúng ta học kỹ cho cô cái bạn này nha. Về nhà chúng ta cố gắng học kỹ cho cô cái bạn trong sách. Đó là những từ kim hai chức năng động danh. Bây giờ cô sẽ sang nội dung của phần tiếp theo. Trong quá trình học, có gì không hiểu thì cứ nhắn vào một chat hoặc là bật mic lên nói trực tiếp với cô nha, đừng ngại. Câu nội dung tiếp theo là nội dung số 4, trạng từ. Trạng từ thì khá là quen thuộc với chúng ta ha. Chúng ta ký hiệu là ADV, nó thường kết thúc bằng duly, thường là vậy. Và duly khi mình bỏ đi, phần còn lại sẽ thường là tính từ. Chúng ta sẽ cùng đọc cho cô những từ sau đây nha. Xinh đẹp là tính từ, đọc trước tính từ là beautiful, beautifully, một cách xinh đẹp. Trạng từ mình thường dịch là một cách, usefully, usefully, một cách hữu ích, carefully, một cách cẩn thận, strongly, mạnh mẽ, badly, một cách tồi tệ, xấu xí ha. Rồi, ở đây mình có phần ngoại lệ, chúng ta highlight nha. Những tính từ có từ it giống hai từ này. Cái từ này mình đọc là basic, chứ mình không đọc là basic nha. Đa số nhiều bạn đọc basic nha. Với rất nhiều người đọc sai, cả giáo viên đó. Mình đọc là basic, đọc chữ S lên. Lớp mình đọc cho cô hai lần, basic, basic. Vì trạng từ của mình không thêm ly luôn. Nó không giống những từ trên bình thường. Muốn thêm ly vô, mình thêm cái ồ vô. Đây là cái văn phong của nó, mình học thuộc nha. Nhưng khi mình đọc phát âm, chúng ta không đọc là basically. Đọc vậy là sai. Khi đọc phát âm chữ ồ, mình sẽ giảm xuống. Mình giảm âm, mình không phát âm ra. Basically, vậy thôi. Basically. Tương tự từ thứ hai theo chu kỳ định kỳ. Periodic. Periodic.
Trạng từ là periodically. Periodically là theo định kỳ chu kỳ. Cái ngoại lệ thứ hai, em thấy từ hot và từ hotly. Rất nhiều bạn cứ nghĩ là từ hotly là trạng từ của từ hot là sai lầm. Thực ra cái từ hot là chăm chỉ hoặc khó. Trạng từ của nó là một cách chăm chỉ. Một cách chăm chỉ. Vậy thì cái từ hardly ở đây không phải là không chăm chỉ nha. Cái từ hardly nó là hầu như không làm gì. Hay là hiếm khi. Nó dấu hiệu hiện đại đơn. Chúng ta cùng phân tích hai câu ví dụ. I promise to study hard from now on. Tôi hứa sẽ học tập một cách chăm chỉ từ bây giờ. Vậy cái từ hard. Câu dịch này. Work hard là làm việc một cách chăm chỉ. Study hard là học tập một cách chăm chỉ. Vậy câu hỏi lớp mình, đối lớp mình biết từ hard ở câu này nó là tính hay trạng từ? Tại vì nó vừa là tính, vừa là trạng. Ở trong câu này, khi đứng sau từ học tập và làm việc, câu hỏi cơ bản thôi, a basic question, xem nó tính hay trạng. Có hai bạn, ba bạn đã đưa phương án chính xác, nó là trạng từ. Lát nữa em sẽ học vị trí từ loại nha. Chỉ có trạng từ mới đứng sau động từ thôi. Chứ tính từ không đứng sau động từ thường. Chỉ có trạng từ mới bổ nghĩa cho nó thôi. Thì lát nữa phần từ loại mình xem thêm. Câu số 2, good job. Và những bạn đưa phương án rất chính xác nha. Bạn Xuân Nam là đưa phương án nhanh nhất. Câu số 2, I hardly drink coffee at night. Tôi hầu như không uống cà phê vào buổi tối và ban đêm. Vậy từ hardly là trạng từ. Hầu như không. Ok. Trường hợp tiếp theo, mình có từ late là trễ. Nó vừa là tính và trạng từ trễ. Lately, đọc theo cô. Lately, gần đây. Recently, recently, gần đây. Nó là hai từ nghĩa là gần đây. Ví dụ mình nói là sorry I'm late. Xin lỗi tôi trễ rồi. Vậy từ late là tính từ. Nó đứng sau, to be. Nhưng câu thứ hai, sorry I come late. Xin lỗi tôi đến trễ. Và từ late ở câu thứ hai nó là trạng từ. À, bởi vì đứng sau động từ thường. Hãy chú ý đây là một số trường hợp đặc biệt nhé. Đây. Chúng ta có thể ôn tập bài một xíu trước khi cô sang nội dung tiếp theo. Cái phần ngoại lệ. Và cái phần ngoại lệ này thì chúng ta sẽ highlight về nhà học sau. Các bạn sẽ highlight cho cô. Mình có 3 trường, 4 trường ngoại lệ. Em highlight 4 mũi tên nha. Ở trong sách. Trường số 1. Những từ có đuôi ồ. Nãy mình học là tính từ. Nhưng mà một số từ dưới đây nó có thể là danh từ. Đó. Approve là động từ chấp thuận này. Approval là danh từ đó. Những trường hợp ngoại lệ thì mình không thể học liền trong buổi hôm nay được. Chúng ta sẽ cần về nhà xem từ từ cho cô. Em highlight tiêu đề nha. Những cái từ có đuôi if thường là tính từ. Nhưng một số trường hợp dưới đây là danh từ. Đó. Mình highlight tiêu đề. Còn những từ nào cụ thể thì về nhà xem sau. Bây giờ mình coi mình không thể nhớ hết được. Những từ có đuôi un thường là tính từ như quan trọng này, important, hay là khác nhau, different. Nhưng mà một số từ liệt kê dưới đây là danh từ chỉ người nha. Số 4 cũng highlight luôn. Đuôi a và nãy mình học là động từ. Nhưng mà những từ dưới đây có thể là danh từ hoặc tính từ luôn. Nên cái đuôi hậu tố nó mang tính chất tương đối thôi. Chúng ta cần biết để trong trường hợp bất khả kháng như là không biết từ vựng. Thì hậu tố mình có thể phân tích đúng. Thay vì bị lộn. Còn bây giờ mình sẽ học cái vị trí từ loại này. Đây là phần cực kỳ quan trọng trong bài hôm nay. Vậy thì mình sẽ học vị trí từ loại của các loại từ trong câu để mình phân tích câu tốt hơn thay vì dựa vào hậu tố. Được chưa? Vị trí đầu tiên cô hướng dẫn lớp mình là vị trí danh từ. Những bạn nào mà đi học trong cái chủ đề vừa qua là bài đại từ vừa học số 1. Nay lớp mình học buổi thứ 3 ha. Số 1. Không biết lớp mình đã tải file nghe chưa em? Bữa trước cô đã hướng dẫn kỹ năng luyện nghe rồi. Mình phải bắt tay lên kế hoạch luyện tập từ bây giờ nha. Đừng có chờ đợi. Đấy, cái file nghe trong group lớp mình cô đã xem rồi đó. Chúng ta tải file nghe về. Toàn bộ các file nghe từ vựng và những nội dung nghe trong sách. Khi mình tải cái link nghe về, mình nén ra thì đều có trong hết cái file đó hết. Cố gắng luyện tập ở nhà thêm giúp cô. Thì bữa trước mình có học là danh từ thường đứng sau tính từ sở hữu. Và tính từ sở hữu, bây giờ cô hỏi lớp mình hỏi nhanh thôi nha. Tính từ sở hữu các bạn nói đi hàng ngang cho cô luôn. Của chúng tôi và của họ.
Các bạn có cho cô hai tính từ sở hữu liên tiếp là của chúng tôi và của họ là hai từ nào tương ứng? Coi bài trước học xong rồi có trả lại cô không? Của chúng tôi và của họ. Bạn Thùy Trang là bạn đưa nhanh nhở. Bạn Thùy Trang là phương án nhanh nhất. Từ our của chúng tôi chính xác. Và của họ là từ nào? Từ their, yêu của chúng tôi. Cô nhắc lại cho nhớ này. Của chúng tôi, our, your của bạn, their của họ, her của cô ấy, his của anh ta. Còn thiếu một từ, các bạn gõ cho cô từ của nó là từ nào này, chấm chấm là của nó đó. Của nó là từ nào, nhanh. Còn nhớ không? Của nó là từ is, có từ s, perfect, chính xác rồi. Đó, vậy lớp mình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nha. Ngoài ra thì danh từ có thể đứng sau các mạo từ a, and, the trong tiếng Anh. Cái mạo từ a, and, the trong tiếng Anh thì cách dùng cũng tương đối dễ thôi. Đó, thì lát nữa cô sẽ nói sơ qua. Danh từ có thể đứng sau các từ chỉ số lượng. Số lượng như là 1, 2, 3, 4, 5. Một số nhiều hoặc là một vài hoặc là quá nhiều. Những từ chỉ số lượng. Thì đây sẽ là ba vị trí của danh từ rất là dễ luôn. Danh từ đứng sau mạo từ a, and, the. Đứng sau các tính từ sở hữu. Và đứng sau các từ chỉ số lượng. Mình ôn bài cho cô nha. Trước khi sang nội dung tiếp theo. Giờ mình sẽ sang nội dung về danh từ. Cô sẽ phân tích cho lớp mình danh từ đếm được và không đếm được. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình hoặc trong sách cũng được nha. Danh từ trong tiếng Anh mình chia làm danh từ đếm được, countable, và uncountable noun là không đếm được. Vậy đếm được người ta chia làm hai loại, em đếm được số ít và đếm được số nhiều. Danh từ đếm được số ít á, thì mình sẽ thấy có mạo từ a, an, đúng không em? Nhưng một cuốn sách là a book, một trái táo, an apple, hoặc mạo từ the. Vậy thì danh từ số ít đếm được thường sẽ có mạo từ hoặc các từ bổ nghĩa. Danh từ đếm được số nhiều dấu hiệu là gì? Đếm được số nhiều thì thường có s hoặc đuôi es. Còn danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được thì sao em? Như tiền này, money, tiền không đếm được. Sugar là đường, không đếm được. Và danh từ không đếm được không có dạng số nhiều nha. Chúng ta highlight cho câu phần quan trọng. Danh từ không đếm được không có dạng số nhiều, tức là mình không thêm s và es vào danh từ không đếm được. Ví dụ mình nói tôi có nhiều tiền, tiền không thêm s nha, mặc dù mình có nhiều. Thì tiền không đếm được. I have a lot of money. Đó. Danh từ đếm được số nhiều có thể số ít. Đếm được có thể tồn tại dưới dạng số ít hoặc số nhiều, nãy cô đề cập rồi. Chúng ta highlight cho cô phần quan trọng tiếp này. Đây là kỹ năng làm trong trắc nghiệm nhé. Danh từ đếm được số ít không đứng một mình mà có từ hạn định. Các cái từ hạn định ví dụ như mạo từ a, and, the này, hoặc là một trong những cái này nha. Mạo từ a, and, the, hoặc tính từ sở hữu, hoặc các từ chỉ số lượng. Ví dụ câu này sai chỗ nào? Để trong câu đầu tiên đúng ra mình phải có từ I'm reading a book. I'm reading a book là chính xác, tại vì đâu có mạo từ ta sai. Vậy cái đầu tiên mình sẽ phải có mạo từ a này, đó, đúng này. Cái thứ hai là I'm reading my book. Cái thứ ba, I'm reading books. Danh từ số nhiều, không cần phải mạo từ hay là từ gì nữa. Cô nhắc lại, danh từ đếm được số ít không đứng một mình là thường sai ngữ pháp nha. Phải có từ phía trước bổ nghĩa như là mạo từ, tính từ sở hữu hay từ chỉ số lượng. Nãy giờ mình học danh từ đếm được và không đếm được thì mình phân biệt được chưa? Bây giờ cô sẽ nói sơ qua lớp mình là khi mình biết nghĩa thì mình có biết được có đếm được hay không. Cô lấy ví dụ nước, chất lỏng không đếm được, tiền không đếm được. Em tìm cho cô đặc điểm chung giữa tiền và chất lỏng là gì? Tại sao tiền lại không đếm được? Về mặt ngữ pháp. Thì các bạn nhớ cho cô, tiền với chất lỏng là có một đặc điểm chung là mình không đếm được đơn vị trực tiếp 1, 2, 3. Không đếm được theo kiểu 1, 2, 3. Mình không đếm được 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền. Thì tiền nó sẽ tùy vào mệnh giá với đơn vị VND, Việt Nam đồng ha. Tiền âm phủ chẳng hạn, đúng không? Không có giá trị. Đơn vị khác nhau. Thì mệnh giá khác nhau. Mình không đếm 1, 2, 3. Hay là nước, chúng ta không đếm 1, 2, 3 nước được. Mình phải quy về đơn vị trung gian. Tiền phải quy về đơn vị trung gian là tiền tệ. Nước phải quy về đơn vị trung gian là lít khối thì mình sẽ đếm được chai, sẽ đếm được. Còn những danh từ đếm được như cuốn sách,
a book, một cuốn sách, rồi hai cuốn sách, ba cuốn sách. Hay là ngôi nhà, a house, một ngôi nhà, two houses, những ngôi nhà, hai ngôi nhà, đến được. Và thì câu hỏi lớp này là đường, hồi nãy có đề cập từ sugar, đường. Mình không có đếm một đường hay ba đường là bao nhiêu. Mình quy về đơn vị như là ký hay là gam hay là hũ đường mới đếm được. Vậy rất là đơn giản ha. Thì thông thường nếu dựa vào nghĩa thì mình có thể biết nôm na những cái danh từ cơ bản nó đếm được hay không. Tuy nhiên có những trường hợp khó, dựa vào nghĩa không biết được, phải tra từ điển Anh. Thậm chí có những rất nhiều trường hợp nó vừa đếm được vừa không đếm được. Cô lấy ví dụ từ kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm thì em đếm được không? Kinh nghiệm nó không đếm được nha. Experience không đếm được. Vậy tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc. I have many working experience. Em không thêm S, nó không đếm được. Tuy nhiên trong những ngữ cảnh khác em lại thấy the experiences nó đếm được. Vì khi đếm được thì nó mang nghĩa là trải nghiệm. Trải nghiệm thì đếm được. Bởi vậy nên là mình học tiếng Anh thì mình kết hợp tra từ điển Anh cho anh Việt để biết phát âm cũng như biết nó đếm được hay không, nó đọc như thế nào, nó đi với giới từ nào và nghĩa ra sao. Đó, mình tập cho quen ha. Rồi bây giờ mình xong các danh từ đếm được và không đếm được. Để trong trắc nghiệm các chúng ta chọn đáp án này. Vậy nếu mình có thấy mạo từ ở ẩn thì khả năng cao mình bắt buộc phải chọn danh từ đếm được số gì, số ít. Danh từ số ít đây là đếm được nha. Ở ẩn em ghi vô là chỉ đi với đếm được không? Số ít đếm được. Nếu mình thấy không có mạo từ ở ẩn thì danh từ có thể là số nhiều đếm được hoặc là có danh từ không đếm được. Nếu mình thấy không có mạo từ, không có mạo từ thì có thể là đếm được số nhiều hoặc là không đếm được. Nếu có mạo từ tờ, cái số 3 là bắt buộc highlight này. Khi mình có mạo từ tờ, em biết là mạo từ tờ trong tiếng Anh là mạo từ xác định mà. Chỉ cần xác định thôi. Còn danh từ ít nhiều hay đến được hay không, thằng nào nó cũng chơi hết. Mạo từ the là mạo từ đa chức nhân chức năng. Nó có thể đi với danh từ đến được số ít hoặc số nhiều. Hoặc không đến được đều được. Miễn là xác định. Đó, thì đây là những nội dung để giúp mình làm trắc nghiệm nha. Chọn danh từ nào. Xong nội dung của phần danh từ rồi. Chúng ta ôn bài một xíu. Xem có thắc mắc gì thêm không. Trước khi cô sang phần tính từ. Adjective.